Hey hey hey, xin chào tất cả các bạn. Thì video này các bạn đã xem tới đây rồi, các bạn hiểu đây là cái mạch điện gì không nào? Rất là lý thú. Đây là một cái mạch điện sạc pin 18650 hoặc là sạc bình ắc quy 4,5V. Thâu đêm suốt sáng mà nó sẽ không hề hấn gì. Nhưng tôi khuyên bạn, muốn làm mạch sạc này thì các bạn phải học bài số 6 và bài 46 thật kỹ và ghi nhớ trong đầu của mình cho đến trọn đời. Như vậy thì mọi mối đe dọa nguy hiểm về điện bạn sẽ không sợ nữa. Từ điện 220 qua một con tụ này bạn sẽ biết sao nhé, qua một con điện trở song song. Thế thì vào cọc pin, cọc dương. À, nhớ gắn một con diode để nắn dòng điện DC nhé. Từ đầu 220 bên kia nối vào một con diode, nhưng nhớ quay đầu lại nha. Các bạn nhìn kỹ. Tụ này các bạn có thể dùng 105 bi hoặc là 275. Con điện trở này là 470 kg. Từ đây các bạn sẽ vào cọc trừ của pin. Quá đơn giản đúng không? Nếu các bạn muốn báo sáng, hãy gắn thêm một con điện trở và một con led 3V. Nếu bạn là người mới đến kênh thì bạn hãy bấm vào nút đăng ký, cái chuông và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Còn nếu bạn là người cũ thì hãy share video này giúp thầy Mò nhé. Hãy đón xem nhiều video tiếp theo rất là lý thú và ứng dụng cho cuộc sống. Thầy Mò.